Chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ đến một bài đọc ngắn, lại quay trở lại phân tích một số các cái bài ngắn. Bài đọc này thì nó đọc thì không khó, nhưng mà chọn đáp án thì nó hơi khó một tí. Đi thi thì sẽ dễ gây nhầm lẫn, và chúng ta sẽ cùng phân tích xem là nó khó và gây nhầm lẫn ở cái chỗ nào. Và các bạn nhớ là làm cái bài này trước khi mà check đáp án nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc cái câu hỏi trước là Hisano Kangaeo Motomo yoku arawashite iru no wa dore ka, là cái câu nào là cái câu mà diễn đạt cái ý đúng nhất với cái suy nghĩ của tác giả. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc nhé. Kono sakai ni wa doko ka ni chiyushin ga atte, zubun wa sono chiyushin kara toku hanareta tokoro ni oshi yarareて iru to kanjite iru hito wa oi. Ở đây mình sẽ thấy cái phần chiu y số 1 người ta đang định nghĩa là oshi yaru, là oshite dokeru, là dồn ép đấy, đấy không? Thì là mình sẽ hiểu là có khá là nhiều người cảm thấy rằng là bị dồn ép tới một cái nơi mà cách rất là xa khỏi cái nơi trung tâm đó. Nhưng mà cái nơi trung tâm đó là cái gì thì nó chính là cái phần dấu phẩy ở đằng trước này này. Khi mà cái đại từ chỉ thị mà nó đứng lơ lửng ở giữa câu như thế này thì chắc chắn nó sẽ thay thế cho cái ý ở cái phần đằng trước. Phần đằng trước mình sẽ dịch ở đây là gì? Niwa cộng với lại aru này, là ở trong cái xã hội này thì sẽ có một cái nơi trung tâm nằm ở đâu đó. Thì rất là nhiều người cảm thấy rằng là bản thân mình bị đẩy xa hoặc là bị dồn ép vào một cái nơi cách rất là xa khỏi cái nơi trung tâm đó, là cái nơi trung tâm ở trong cái xã hội này. Shikashi, watashi wa shijishin no ikiru imi o souzou shi, watashi no ikiru sekai ni 意味を与える存在なのであり、世界の中心は獅子身にあるのだ。 Cái từ no da đây là giải thích ý nghĩa cho câu đằng trước rồi. Có nghĩa rất là nhiều người cảm thấy như thế. Thế nhưng mà tôi thì là sáng tạo ra cái ý nghĩa sống của chính bản thân mình này. Rồi tôi là cái sonzai nanodeari, tôi là cái sự tồn tại đem lại cái ý nghĩa cho cái thế giới mà tôi đang sống. Và trung tâm của thế giới nó chính là nằm ở bản thân tôi. Shikashi sore wa jiko chiu no sekai dewa nai. Cái câu đằng trước thì người ta đang nói rằng là cái trung tâm của thế giới thì nó nằm ở ngay chính bản thân tôi. Thế nhưng mà cái điều đấy nó không phải là một cái thế giới mà lấy mình là trọng tâm. Cái sore ở đây nó chính là nằm ở cái ý ở đằng trước ấy, là cái trung tâm thế giới là chính tôi. Nhưng mà cái câu nói này hay là cái điều này ấy, nó không phải là một cái thế giới mà lấy mình làm trung tâm này. Bởi lẽ rằng là shijishin ga imi o umidasu chiyushin deru koto o mitomeru toki, khi mà thừa nhận, đúng không? Khi mà thừa nhận rằng là bản thân mình là trung tâm sinh ra cái ý nghĩa, hay là bản thân mình là cái trung tâm để tạo ra những cái ý nghĩa, thì watashi tachi no maori ni wa watashi dake de naku takusan no chiyushin ga aru koto ga wakatte kuru kara. Khi mà chúng ta thừa nhận như thế thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là có rất là nhiều những cái trung tâm khác nằm ở xung quanh bản thân chúng ta, chứ không phải chỉ có mỗi mình ta. Thì đây chính là cái câu lý do giải thích cho cái ý đó là sore wa jiko chiu no sekai de wa nai. Mặc dù trung tâm thế giới là bản thân mình, nhưng mà đó không phải là một cái thế giới mà lấy mình làm trung tâm, mà là một cái thế giới mà mình biết được rằng là xung quanh mình còn có rất là nhiều những cái trung tâm khác. Đấy là cái ý của cái bài này. Tuy nhiên khi mà đọc đáp án chúng mình sẽ cần loại như thế nào đây? Câu số 1 là Hitori hitori ga jibun no ikiru sekai o mitsumeru koto ga taisetsu da, là cái việc tìm ra một cái thế giới mà mỗi người sống vì bản thân, đúng không? Là một cái điều quan trọng. Thì cái câu này sai rồi nhá. Còn cái câu số 2 ở đây là gì? Thì cái câu này mình sẽ hiểu là cái điều tác giả muốn nói đến ở đây nhất là sự tồn tại quan trọng mà mỗi một người đều đang mang một cái ý nghĩa sống. Thì đáp án của mình nó chính là cái câu này. Bây giờ nhá, mình sẽ phân tích là tại sao nó lại là câu này. Thì nó chính là cái ý ở cái phần đỏ đỏ ở trong hai cái câu cuối này. Đó là bản thân mình nhận thức được rằng là mình là trung tâm để tạo ra ý nghĩa. Và khi mà nhận thức được rằng như thế thì mình thấy rằng là ở xung quanh mình ai cũng là trung tâm cả. Nên là nó có cái từ là hitori hitori ga ở đây, nó bằng với cái ý là watashi tachi no maori ni takusan no chiyushin ga aru,
Còn cái ikiru imi o motteru ấy, thì nó sẽ bằng với lại imi o umidasu chiushin de aru koto o mitomeru toki. Đấy thì mình ghép hai cái ý đấy vào với nhau thì thành cái ý của cái câu số 2 này. Bây giờ nếu như trong trường hợp mà mình không thể nào nghĩ ra được cái đáp án số 2 này thì mình đi loại trừ các cái câu còn lại. Câu số 3 của mình là gì ạ? Daremo ga tanin no sonzai o mitomeru koto ga taisetsu da. Cái việc thừa nhận cái việc mà ai cũng phải thừa nhận cái sự tồn tại của người khác ấy là cái điều quan trọng. Cái câu này mình đoán là sẽ có rất là nhiều các cái bạn bị nhầm ở cái câu số 3 này. Nhưng mà mình sẽ để ý kỹ một chút này. Đó là cái ý mà daremo ga tanin no sonzai o mitomeru ấy là thừa nhận cái sự tồn tại của người khác này là đang bị sai. Khi mà tìm đáp án ấy, chúng mình sẽ cần phải đi tìm những cái cụm từ nào hoặc là cái đoạn nào mà nó trùng khớp với cái ý ở trong đáp án hay không thì mình mới có thể đảm bảo được là cái đáp án đấy đúng, đúng không? Thì ở đây nó có cái từ mitomeru. Thì ở đây trong cái phần đỏ đỏ ở đây mình cũng có thể nhìn thấy cái từ mitomeru. Nhưng mà cái mitomeru cái gì? Mitomeru rằng là bản thân mình ấy là cái trung tâm để sinh ra cái ý nghĩa. Bản thân mình là cái trung tâm tạo ra cái ý nghĩa ấy. Nên là mitomeru không phải mitomeru cái sonzai này mà là mitomeru cái imio umidasu chiushin. Nên là nó đang bị sai cái ý đấy nhá. Có cái câu số 4 là gì ạ? Dare mo ga sakai no chiushin kara toku hanareta sonzai là cái sự tồn tại mà ai cũng sẽ bị tách ra xa khỏi cái trung tâm của xã hội. Thì cái câu này nó lặp lại ngay cái ý ở cái câu đầu tiên của cái bài đọc này thì nó không phải là cái ý chính rồi, không phải cái suy nghĩ gần nhất của tác giả rồi nên là mình cũng sẽ loại thôi. Chỉ còn có câu 2 và câu 3 thì là mình sẽ phân tích loại cái câu 3 này đi theo cái ý như mình vừa phân tích thì là mình chỉ còn cái câu số 2 thôi. Thế nên là khi mà mình đi thi ý, là mình sẽ phải đặc biệt để ý xem là cái câu đáp án đấy nó trùng khớp với cái ý nào, với cái cụm từ nào ở trong bài, mình phải tìm ra được cái sự tương đồng đấy thì nó mới là đáp án. Còn nếu như mà mình so sánh nó chỉ kiểu 50-50 là thấy mitome được, thấy kiểu ý ý nó là đúng đúng rồi ấy, thì là chưa chắc là đã đúng đâu. Mình phải thực sự đi 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 so sánh các cái ý đấy với nhau để cho trùng khớp và tìm ra được cái đáp án chính xác nhất nhá. Bài hôm nay của mình kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau nha.